Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân miền Tây Học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng làm tiếp tục cái clip nha cô chú anh chị và các bạn. Thì vừa qua mình cũng gắn cái cửa này nè. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái mẫu cửa này cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Thì này đã làm hoàn thiện rồi nè. Cột cũng gắn rồi thì cửa cũng sơn xong. Thì giờ chắc giờ cũng hơi nắng nha cô chú anh chị và xem cũng thông cảm nha. Thì mẫu cửa này mình tự làm nha cô chú anh chị bạn. Thì mình lúc trước thì mình cũng có chia sẻ về kích thước và sắc hợp mình làm như thế nào. Thì hôm nay mình quay lại thành quả thôi nha. Cái chữ này thì mình đã hàn cái chữ này bằng thủ công mình tự làm nha. Mình hàn toàn bộ là sắc hết. Sơn lên cái màu nhũ đồng cho nó sáng nha. Đây tay cầm mình cũng tự chế luôn. Đây là cái tổng quan cái bề trong. Trong là cái mắt trên, mắt bắn lại trên hơn là dưới. Thì mình cho cái độ hở cái cột này khoảng 2 phân nha cô chú chị các bạn. Trên dưới đều nhau. Cột này là mình dán gạch 40. Trên nè, bắn lại đầu trên có chừa hai ngóc ra được, có hư đạn mình tháo ra mình xử lý nha. Dưới cũng vậy luôn. Đầu trên mình gắn mấy cái chụp cũng sơn vũ đồng luôn. Thì cô chú anh chị và bạn nào có mà muốn làm cửa cổng mẫu đơn giản thì xem cái video của mình thấy hả có hữu ích rồi, thì vừa hợp ý của cô chú anh chị bạn thì mình sẽ làm theo cái kiểu như vậy. Thì nó cũng rất là đơn giản, không màu này nhiều, dễ mình dễ lau chùi luôn. Để xong hàng rào thì tại vì lúc trước mình có quay cái clip á, mình chưa có sơn hoàn thiện, thì hôm nay mình sơn hoàn thiện để cho cô chú tham khảo để nhà sử dụng. Cái này là mua ở chợ nha, chợ nó có bán sẵn. Và đồ này là đồ của anh Thánh Chế á, ở chợ có bán sẵn. Thì lúc trước mình cũng có chế một cái này, nhưng mà mình làm lu bu quá mình không có làm được nên mua gắn luôn. Cái này mình bề trong hết để che giấu cái bề ngoài nó không có thấy giống hàng. Không thấy giống hàng. Và vô rất là nhẹ luôn. Thì để làm cái clip này thì cũng ngắn thôi. Thì mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị bạn xem kỹ từng chi tiết để mình làm. Thì có những bạn vô hỏi mình kích thước này kia nọ thì mình không có giải thích trên bình luận được nha, thì chỉ giải thích trên video thôi nha cô chú anh chị bạn.
từ đầu trên đầu dưới, ở trong cái cột mình chừa cũng miếng quê ra để mình bắt cái con lệ trên cho cứng nha. Ở góc bên này nó hơi bị nghiêng thì mình đã kim chân lên đó. Xử lý hồ lại rồi hàng bốn con buộc bút kia sắt xuống đóng, mình đóng xuống dưới hàng cho dính luôn nha. Cái kề của đó rồi nó hơi bị hụt nên mình hàng rồi cho nó chắc luôn. Thấy đạn này có cái chỗ mình bơm mở vô, toàn bộ là mình tự chế làm không ăn cho chú anh chị bạn. Cài một cánh bên đây vẫn được, một cánh bên đây vẫn được. Rồi, thì giờ mình cũng kết thúc clip nhân của chú anh chị bạn. Thì hẹn cô chú anh chị và các bạn ở clip tiếp theo. Thấy video mình có hay, hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha.